Hello mọi người. Những ai theo dõi Khởi chắc cũng biết là hiện tại Khởi đang có chuyến du lịch khá dài ngày ở Mỹ và châu Âu. Sau hơn 2 năm mới lại được đi nước ngoài, lại còn đi xa nữa, cho nên tất nhiên là Khởi sẽ muốn vlog lại cả hành trình của mình. Giờ mọi người cùng lên chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ với Khởi nha. Lần này thì Khởi và anh Jim sẽ bay từ thành phố Hồ Chí Minh sang Tokyo cùng với Japan Airlines. Đây là lần đầu tiên cả hai tụi mình bay hãng này. Vì thật ra là đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có nhiều chuyến bay như hồi trước dịch đâu, cho nên là chúng mình cũng không có quá nhiều lựa chọn. Hành trình của chúng mình sẽ có transit khoảng 4 tiếng và từ Tokyo tụi mình sẽ bay sang Dallas ở Mỹ. Để chuẩn bị cho những chuyến bay dài thật dài thì Khởi đã bắt chước anh Jim sắm một chiếc tai nghe chống ồn của Sony, cực kỳ cần thiết cho những chuyến bay ồn ào. Kể cả là những bạn nào không thích nghe tiếng động cơ ù ù của máy bay á, thì cũng sẽ cảm thấy đeo tai nghe này nó dễ chịu hơn hẳn. Hôm nay thì tụi mình chọn xem Friends ở trên máy bay và cảm ơn MP Dave của team Khởi đã rất chu đáo chuẩn bị jack cắm để mà tụi mình có thể đeo headphone riêng nhưng mà vẫn nghe tiếng và xem phim chung được. Tất nhiên là dù xem phim ở nhà hay trên máy bay thì cũng không thể thiếu snack để nhâm nhi rồi. Đặc sản snack Nhật chính là đây, bánh gạo Rice Crackers đơn giản nhưng mà rất là yummy. Xem phim được một lúc thì mắt Khởi đã díp lại luôn rồi, cho nên mình sẽ phải đi skincare luôn. Có ai có lên máy bay lại dễ buồn ngủ như Khởi không? Phòng vệ sinh trên máy bay thì lúc nào cũng nhỏ xíu, cho nên mọi người thông cảm góc máy của Khởi cũng rất là hạn hẹp thôi. Khoe với mọi người, đây chính là chiếc túi skincare với những món đồ mini mà Khởi mang theo lên máy bay nè. Bay những chuyến dài như thế này thì chắc chắn là Khởi sẽ luôn làm sạch da và skincare cơ bản để mà da sạch và đủ ẩm ở môi trường không khí cực kỳ khô trên máy bay. Đầu tiên thì Khởi sẽ tẩy trang với bạn micellar water của Isoshe dòng Petra Vegetal, và đây là một trong những chai nước tẩy trang yêu thích của Khởi để đem đi du lịch vì size của bạn này rất là tiện lợi và cũng rất là dễ để mình refill. Nước tẩy trang này có chiết xuất từ nhựa kích thích, có khả năng kích thích lượng nước trong da, giúp giữ ẩm và duy trì lượng nước trong các tế bào da đó. Trước đó thì Khởi cũng chỉ có skincare thôi, không có make up, mà mọi người nhìn xem, lau xong thì miếng bông cũng rất dơ như thế này rồi nè. Sau đó thì Khởi sẽ rửa mặt với gel rửa mặt của Lagome mà Khởi có từng review trong video của mình rồi. Bạn này thì rất là đơn giản, dịu nhẹ như chính cái tên và các bạn da nhạy cảm cũng có thể dùng được luôn. Rửa mặt xong, da sạch một phát là thoải mái dã man luôn. Xong rồi thì Khởi sẽ đánh răng luôn, mình sẽ về chỗ ngồi rồi mới skincare. Vì Khởi cũng không thoải mái lắm khi mà mình chiếm phòng vệ sinh trên máy bay quá lâu, vì Khởi cũng sợ là sẽ có người chờ ở ngoài. Dù là đã rửa tay trước đó rồi nhưng mà quá trình đi từ phòng vệ sinh về chỗ ngồi, tay mình rất có thể lại tiếp xúc với các bề mặt khác, cho nên là Khởi vẫn rửa lại với nước rửa tay khô cho chắc trước khi mình apply các bước tiếp theo lên mặt của mình. Ok, mình tiếp tục thôi. Tiếp đến thì Khởi sử dụng Midnight Youth Activating Drop của Dear Claire's. Bình thường thì bạn nào hay theo dõi Khởi chắc là thấy Khởi review nhanh qua mạng serum này vài lần rồi. Thường những hôm nào mà da quá mệt á, hay là Khởi lười skincare nhiều bước, chỉ muốn giữ da nhanh để đi ngủ luôn thì Khởi sẽ thích dùng mạng serum này của Dear Claire's. Bởi vậy cho nên là khi mà soạn đồ skincare để mang theo lên máy bay dưỡng da thì Khởi không cần suy nghĩ nhiều luôn. Kết cấu của bạn này rất là lỏng luôn á, lỏng hơn nhiều loại serum khác. Cho nên là nếu bạn nào dùng toner có texture hơi đặc giống như toner của Dear Claire's thì mình có thể dùng bạn này trước ở toner. Còn trước đó thì Khởi dùng toner dạng lỏng, cho nên mình cứ theo thứ tự toner rồi mới tới serum. Về thành phần thì Khởi thấy là thành phần nổi bật nhất của serum này là bộ đôi peptide scape, có phần làm chậm các dấu hiệu lão hóa da và cải thiện nếp nhăn, phục hồi da rất là tốt, không thua kém B5 đâu. Nên là các bạn da đang treatment mà bị kích ứng á, thì mình có thể bổ sung serum này vào routine để mà phục hồi da nhanh hơn. Một tip nhỏ là lót bạn này trước khi dùng retinol hay là tretinol cũng giảm nhiều khả năng da bị kích ứng nữa. Ngoài ra thì trong này cũng có adenosine giúp làm dịu, phục hồi da, thúc đẩy quá trình làm lành vết thương và cũng như là chống lão hóa cho da. Bởi vì kết cấu lỏng cho nên Khởi thấy serum này thấm rất là nhanh và không có để lại cảm giác dính trên da luôn. Dưỡng da cơ bản ít bước cỡ nào thì đi máy bay chắc chắn phải có kem dưỡng để da đủ ẩm. Khởi sử dụng kem dưỡng của Dear Claire's luôn, đây là Midnight Blue Calming Cream. Kem dưỡng có màu xanh cực kỳ xinh mà Khởi thấy nhiều người review và khen lắm luôn rồi. Texture của bạn này là cream butter, khá là mỏng và nhẹ sau khi thoa đều trên da, cho nên dù là kem dưỡng ban đêm nhưng mà Khởi thấy là kem này thấm rất là nhanh luôn, kiểu vừa thoa lên da chưa đến một phút sau là đã thấy kem thấm hết vào da rồi. Thành phần chính của kem dưỡng này thì sẽ có chiết xuất rau má giúp làm dịu da, có guazulin, một thành phần tự nhiên được chiết xuất từ dầu hoa cúc la mã, có tác dụng chống viêm để mà điều trị kích ứng. Ngoài ra thì còn có butylene glycol, có glycerin và sodium hyaluronate để mà cung cấp và duy trì độ ẩm cần thiết cho da. Khởi nghĩ là với bản thành phần này thì những bạn nào mà da nhạy cảm hoặc là đang trong quá trình điều trị da, phục hồi da sau khi nặng mụn hay là làm laser thì cũng có thể dùng được luôn. Điểm cộng của cả hai bạn này là đều có size nhỏ rất là dễ mang đi. Serum này thì dung tích chỉ là 20ml, còn hũ kem này là dung tích có 30ml thôi. Rất là nhỏ gọn để mình có thể bỏ vào một cái pouch như thế này.
Tất nhiên là không thể thiếu dưỡng môi cho môi mềm mại và không có tróc. Chloe dùng Peach Lip Balm của Too Faced. Thật ra thì Chloe mua bạn này lâu rồi nhưng mà mình quên mất không xài tới. Bây giờ mới lấy ra xài thì Chloe rất là bất ngờ trước mùi hương đào rất là thơm. Bạn này vừa dưỡng ẩm nè, làm mềm môi mà còn có hương đào dễ chịu lắm. Giờ thì yên tâm là da đã đủ ẩm rồi cho nên là Chloe đi ngủ luôn đây. Mọi người có để ý là anh Jim đeo gối cổ vị trí hơi lạ không? Chính là vì như vậy thì Chloe sẽ kê đầu lên vai anh Jim được thoải mái hơn đó. Ngủ được một chút, thức dậy thì cũng đến lúc ăn sáng luôn. Và như lúc này cũng chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là tụi mình sẽ hạ cánh ở Tokyo. Một điều làm Chloe hơi bất ngờ là bữa ăn sáng chính là bánh mì Việt Nam. Thật ra là khi bay cái hãng nước ngoài, đối với Chloe đó là dịp để mình thử và được ăn các món của nước đó. Cho nên Chloe đã mong đợi một cái gì đó của Nhật, chứ không phải là một ổ bánh mì mà cũng không đạt được chất lượng bánh mì Việt Nam thơm ngon như mình hay ăn ở nhà. Sau món chính thì mình còn có sữa chua để mà tráng miệng. Và trong lúc ăn thì Chloe xem phim Sing 2 vì cũng gần tới giờ hạ cánh rồi. Một bộ phim dễ thương, nhiều tình tiết mắc cười dã man. Khoảng 8:30 sáng thì tụi mình đã đáp xuống sân bay Haneda ở Tokyo và tụi mình sẽ đợi khoảng 3 tiếng để mà lên chuyến tiếp theo từ Tokyo đến Dallas. Vì đã lâu lắm rồi mới lại có cảm giác transit ở một sân bay quốc tế cho nên Chloe vui lắm. Được dừng chân ở Nhật vài tiếng ngắn ngủi thôi nhưng mà cũng có cảm giác là ít ra mình được đặt chân đến Nhật từ 2 năm rồi. Hello. Và không có gì bất ngờ thì Chloe đã xà ngay vào các cửa hàng duty free để mà tìm xem có gì hay ho đáng mua không. Chloe mua được một hộp bánh Nhật mà mình thích nhất. Bánh này có white chocolate cho nên hơi ngọt một chút nhưng mà rất là ngon. Mọi người hãy thử nếu mà có dịp nha. Mua đồ và ngồi nghỉ một xíu là đến giờ lên chuyến bay tiếp theo của tụi mình đến Dallas. Mọi người hãy đi tiếp với Chloe và anh Jim nha. Lên máy bay chuyến từ Tokyo đi Dallas thì vừa là chuyến bay dài hơn, vừa là hạng ghế Premium Economy nên chúng mình sẽ có set đồ vanity như thế này. Có dép đi trên máy bay, có bàn chải đánh răng nè, earplugs để mà đeo khi bị ù tai, cũng như là headphone. Chloe rất là thích mang dép trên máy bay luôn vì đi lại tiện vô cùng. Sau khi máy bay cất cánh được khoảng hơn 1 tiếng thì cũng là lúc phục vụ đồ ăn trưa của chuyến này luôn. Với hạng vé này thì menu sẽ đa dạng hơn, nhiều lựa chọn đồ ăn, thức uống cũng như là những cái món snack mà bạn có thể order thêm gần như là bất cứ lúc nào. Với tâm thế là đang bay một hãng hàng không Nhật thì Chloe order ngay một ly rượu mơ và anh Jim thì gọi sake. Chloe khá là bất ngờ với chai sake nhỏ nhắn kèm theo cái nắp là ly uống luôn như thế này. Đúng là kiểu nước Nhật luôn có những điều nho nhỏ, siêu tiện và siêu đáng yêu. Về đồ ăn thì cả Chloe và Jim đều gọi seafood omelette rice. Đây là cơm hải sản và trứng. Với món đi kèm là bánh crackers và spaghetti salad cũng rất là dễ ăn. Cho bữa ăn này 8.5/10 luôn. Ăn xong thì Chloe đi đánh răng để mà lát nữa có thể thoải mái đi ngủ. Quên khoe với mọi người là Chloe vừa lấy những khe răng Invisalign đầu tiên trước chuyến đi này. Chloe sẽ luôn gỡ khe ra trước khi mình ăn và ăn xong thì mình sẽ đi vệ sinh răng miệng rồi đeo khe vào lại. Miếng xốp màu đỏ kia chính là để mình có thể cắn hai hàm vào lại với nhau để mà yên tâm là khe đã gắn vào chặt nhất có thể. Nó có hẳn một cái tên trên miếng xốp đó luôn á mà Chloe quên mất rồi. Ở đây không biết là các bạn nào cũng đang niềng Invisalign và nhớ tên cái cục đó không? Lúc Chloe trở về chỗ ngồi thì ở ngoài cũng đã giảm ánh sáng để mọi người nghỉ ngơi rồi. Với những chuyến bay dài mười mấy tiếng như thế này thì Chloe sẽ take time để mà mình thư giãn. Mình sẽ dùng thêm mặt nạ giấy để mà da được dưỡng ẩm nhiều hơn vì máy bay khô lắm. Chloe mang thêm mặt nạ First Care của Suwasu và đắp cho cả anh Jim luôn. Anh Jim ngồi cả đêm qua trên máy bay mà không skincare gì cho nên giờ da cũng khô lắm rồi. Đó là tầm quan trọng của dưỡng da cho những chuyến bay dài như thế này á mọi người. Tranh thủ lúc đắp mặt nạ thì Chloe sẽ massage cùng với Gua Sha một chút để mà dưỡng chất vào sâu trong da hơn. Và thư giãn quá cho nên là Chloe lại buồn ngủ như thường lệ.
Nhắm mắt được chút xíu là anh Jim và Chloe dậy vì anh Jim cũng biết là không nên đắp mặt nạ giấy quá lâu. Chloe rất là thích mặt nạ này của Suasu vì rất là vừa với mặt, nhiều dưỡng chất nhưng mà lại không bị quá bết dính trên da. Đắp xong thì cảm giác da được cấp ẩm liền luôn và mùi cũng rất là dễ chịu nữa. Thoa thêm chút kem dưỡng của Declass để khóa ẩm, thoa dưỡng môi thêm và mình lại đi ngủ tiếp. Thật sự là vlog này chắc mọi người chỉ thấy Chloe ăn, xem phim, dưỡng da và ngủ thôi đúng không? Nhưng mà Chloe là như vậy đó, mình rất là dễ ngủ trên những cái phương tiện như là máy bay nè, đi tàu hay là đi xe. Nên là thật ra nhờ vậy mà cũng đỡ mệt khi mà đi du lịch đó mọi người. Chloe ngủ cũng được tầm 7 tiếng thì chúng mình được phục vụ một bữa ăn sáng trước khi hạ cánh ở Dallas. Bữa sáng thì đơn giản hơn, một phần nui lạnh mix cùng với sauce cũng khá là vừa miệng và đủ chất. Bên cạnh món mặn thì còn có blueberry jelly, ăn cũng vui miệng và cảm giác tỉnh táo chút. Món cuối cùng của bữa sáng chính là chiếc bánh Chloe mua sân bay Nhật mà lúc nãy Chloe khoe với mọi người đó. Chloe thèm quá cho nên là lúc mua xong trước khi cất nó vào vali xách tay thì Chloe đã mở hộp bánh ra và lấy vài chiếc bánh mang vào ví rồi. Anh Jim cũng phải công nhận là bánh này rất là ngon. Và cuối cùng thì Chloe và anh Jim đã đáp Dallas tại sân bay Dallas Fort Worth rồi. Cảm giác hơi xúc động chút vì Chloe đã chính thức đặt chân đến một nước khác sau 2 năm dịch và còn là đi thật là xa như thế này nữa. Cảm ơn mọi người đã follow Chloe và anh Jim trong suốt chuyến hành trình từ Việt Nam sang Mỹ của tụi mình. Chloe chắc chắn là sẽ vlog lại những hoạt động của mình ở Mỹ và trong cái chuyến đi châu Âu, nên mọi người nhớ subscribe và nhấn chuông để mà không bỏ lỡ các vlog của Chloe nha. Chloe sẽ gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo. Stay gorgeous!